Những anh chàng đẹp trai với giọng hát và phong cách tuyệt vời đã cuốn hút hàng triệu trái tim người yêu nhạc. Những boy band đã đi vào huyền thoại và sống mãi. Âm nhạc Việt Nam cũng đã từng có những boy band như thế với dấu ấn không phai nhòa. Ngày hôm nay, khán giả trẻ vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện trở lại của những chàng trai tài năng và cuốn hút. Đầu tháng 7 năm nay sẽ có một cuộc đua vô cùng cam go giữa các chàng trai yêu nhạc. Đó là những anh chàng đẹp trai, hát hay, chơi nhạc cụ giỏi, có những kỹ năng đặc biệt và đặc biệt nhất là khát khao được tỏa sáng. Một cuộc đua khốc liệt nhưng không kém phần hấp dẫn và thú vị với nhiều điều bất ngờ nhất sẽ diễn ra trong vòng 8 tuần lễ. Bốn chàng nào sẽ đủ sức ở lại sau những thử thách để trở thành một boy band mới nhất của âm nhạc Việt Nam? Nữ ca sĩ siêu black nổi tiếng tài năng và sự hài hước tự nhiên sẽ xuất hiện suốt chiều dài của chương trình cùng một live show hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Siêu black và V-Fresh cùng ekip thực hiện cuộc thi hát tự nhiên, muốn xây dựng nhạc Việt thật tốt. Hát tự nhiên là tốt nhất. Hát tự nhiên là không hay nhé. Hãy vào website hattuynhien.com.vn, hãy ký tên ủng hộ Hát tự nhiên. Tự nhiên là tốt nhất. Hát tự nhiên, chương trình truyền hình thực tế về một sân chơi âm nhạc độc đáo lần đầu tiên xuất hiện. Đón xem số đầu tiên vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 7 trên Yaewon TV. V-Fresh tốt tự nhiên hân hạnh mang đến chương trình này.